Quý vị thân mến, ngay sau đây sẽ là chuyên mục xu hướng và phong cách. Không biết là bộ sưu tập thời trang tuần này sẽ như thế nào đây? Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tout disparaître.
Frapper à ta porte, l'infinité de destin en posant qu'est-ce qu'on en croit. Trong chiếc áo anh mặc hôm nay.
chờ đêm tối về dìu nhau trên đường.